thì mình xài phí, xài hoang, mình mau hết tiền, thấy không? Thì giống như ở đây cũng vậy, nếu mà cái trung tâm năng lượng của mình nó nằm gần đây mà mình cứ phóng tâm mãi thì như vậy mình sẽ hao năng lượng liên tục. Giống như tiền mà để đây gần tay quá, dễ xài quá, giống như xài mau hết. Thành ra phải để ở nhà bạn xa xa hết cho nó tiện, giấu cho nó kín, nó lấy nó khó khăn một tí xíu thì như vậy nó mới tiết kiệm, mới xài đúng cách thì như vậy nó mới đỡ. Thành ra trung tâm năng lượng của mình nằm ở đây. Cái thứ hai nữa là gì? Trung tâm năng lượng của mình nó nằm ngay chính giữa, và chúng ta biết rằng năng lượng thì thường nó sẽ đi lên là năng lượng tốt, năng lượng đi xuống là cái năng lượng xấu, đó. Thành ra khi nó đi lên như vậy thì nó sẽ nuôi lục phủ ngũ tạng của mình, và cuối cùng nó sẽ được thanh lọc hết thì nó lên, nó nuôi cái não bộ của mình là bộ chỉ huy tối cao. Thành ra do vậy khi mà mình không biết thì mình biết rằng luôn luôn vũ trụ phải lấy cái năng lượng của mình trở lại để nó đền bù cho cái chuyện trong vòng tay. Thành ra nếu như mình đi trong bất giác thì nó sẽ hút xuống, phải không? Nó sẽ hút xuống, và nó đi xuống thì bao giờ cũng dễ dàng hơn, nó không bị vướng mắc cái gì cả, và nó cũng chẳng nuôi dưỡng ai nhiều. Thành ra luôn luôn chúng ta thấy rằng nếu chúng ta không có sự tỉnh giác thì cái sức hút của trái đất và năng lượng theo cái quy luật của vũ trụ nó có lấy, nó lấy năng lượng trở lại đến từ dưới rất là nhiều. Đó là từ dưới. Còn từ trên thì sao? Phóng tâm hướng ngoại. Và mỗi cái khởi niệm phóng tâm hướng ngoại là mình bị thất thoát năng lượng, thành ra đường dưới cũng mất, đường trên cũng mất. Đó là lý do tại sao mà khi mà mình bất giác, khi mình phóng tâm, khi mình không có chánh niệm thì mình cảm thấy dễ mệt mỏi, dễ căng thẳng, hao tốn năng lượng rất nhiều. Nhưng mà ngược lại, khi mình làm trong tỉnh thức nha, khi mình làm trong tỉnh thức thì ngược lại nó sẽ giúp cho mình. Tại sao? Tại vì một lần nữa là tất cả các pháp mà hai mặt ưu cũng có và khuyết cũng có, khi cái trung tâm năng lượng nó nằm ngay chính giữa thì quý vị thấy nếu những ai chưa thực tập thở bụng thì giờ mình phải thực tập trở lại thở bụng nha. Tại vì khi mình nằm trong lòng mẹ, khi mình nằm trong bào thai mình thở bụng, khi mình ra khỏi cuộc đời những năm đầu tiên thì mình chưa bị vướng mắc, chưa bị phân biệt, chưa bị sức nặng sức ép của công việc, chưa bị những cái dồn nén của xã hội, mình vẫn còn thở bụng. Khi cái sự dính mắc của mình càng nhiều, khi cái sức ép của công việc của xã hội càng nhiều, cái hơi thở của mình càng ngày càng nắm dần, và vì lý do đó nó ép lên dần dần mình mới bị bế tắc, bị căng thẳng, bị bực bội, bị cao bị căng. Trung tâm năng lượng của mình. Thành ra đây là cái đầu tiên mình phải thực tập. Khi chúng ta đi và chúng ta phải để hai cái tay ở trước bụng để cho mình chưa quen, để mình thấy được khi mình hít vào thì cái bụng nó thành ra, khi mình thở ra thì cái bụng nó xẹp lại. Và khi chúng ta chú tâm ở cái phần này, nó có cái lợi điểm gì? Nhà băng để xa quá thì nó sẽ không bị ảnh hưởng ở đây. Mình thường mình có cái thói quen mình tập trung, mình suy nghĩ, mình lo lắng cho nó gần quá, nó tạo cái sức ép. Bây giờ mình đưa nó xuống đây thì như vậy nó sẽ xa cái trung tâm này thì nó sẽ không bị chi phối, nó sẽ không bị căng thẳng, nó sẽ không bị nóng máy, bực bội, nó sẽ không bị mất ngủ. Thành ra mình phải tập đưa cái hơi thở xuống như này và chú tâm như này. Và khi mình làm được như vậy thì mỗi một bước chân của mình vững vàng và có sự tỉnh giác và có sự chú tâm, thì nó ý ở đâu thì ký ở đó. Thấy không? Thì như vậy khi mà mình đi như vậy thì với cái sự chú tâm của mình, tác ý của mình ở đây, thì như vậy cái lực âm ở dưới, tức là năng lượng của mặt đất, nó sẽ đi vào đường dưới. Và mình chú tâm ở đây, thành ra cái năng lượng nó đi trên này, nó cũng xuống tới đây. Và dương âm nó sẽ hợp nhất ngay chính giữa. Còn ngược lại, nếu khi mình đi phóng tâm thì cái này nó hút xuống, cái này nó tán lên. Thế như vậy là mình âm dương bất hòa hợp, phải không? Và mình là phân tán năng lượng và mất năng lượng. Nếu mình làm trong tỉnh giác thì âm dương hòa hợp, và nó trở về gì? Trung tâm năng lượng, nó trở về trung đạo, nó trở về nguồn trên của mình. Quý vị thấy hai cái khác biệt nhau, mà nó chỉ có một cái duy nhất là sự tỉnh giác và tác ý thôi, thấy không? Sai là nó đi ra sai hai hướng, mà đúng là nó đi trở về lại với nhau. Đó, thành ra khi mà chúng ta đi chưa quen thì chúng ta để cái tay ở trước bụng, rồi hít vào thì tình ra, thở ra nó chẹt lại. Và từng bước chúng ta thẳng hơi, chúng ta đi một cách rất là vững chãi, một cách rất là an lành. Và như vậy thì không
tệ lắm thì chúng ta sẽ không bị thất thoát năng lượng. Và nếu như chúng ta làm tốt hơn nữa thì chúng ta sẽ nạp năng lượng, phải không? Đó là lý do tại sao ngày xưa Chư Tăng và Đức Phật đi là đầu trần chân đất, nó mới tiếp xúc được, nó mới tiếp xúc được, nó không bị che chắn, nó không bị cái gì che lấp, không bị cái gì cản trở cả. Đó, thành ra đầu trần chân đất nó là như vậy. Thì khi chúng ta đi như vậy với sự tỉnh giác thì tệ lắm, mình cũng giảm thiểu được sự thất thoát năng lượng. Và nếu mình làm ăn khấm khá hơn, mình nạp năng lượng trong lúc mình đi như vậy. Sau này mình sẽ học từ cách lễ lại của mình cũng vậy nha. Rồi thì đó là cái nguyên lý tác ý và tỉnh giác. Bây giờ đến kỹ thuật thì mình tùy, nếu giả sử như mình có một cái không gian nhỏ, mình có cái thời gian thảnh thơi thì như vậy mỗi một bước là mình có thể trọn vẹn một hơi thở. Nửa bước là hít vào, nửa bước thở ra. Hít vào, thở ra. Tức là trong một bước chân mà mình đã trọn vẹn một hơi thở. Nếu như mình có cái không gian hơn và mình thảnh thơi thì mình sẽ hai bước. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Và mình có thể áp dụng cái này bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Từ khi mà mình có cái sự tỉnh thức buổi sáng sớm, khi mình ngủ dậy đặt chân xuống giường, từ giường, từ phòng ngủ qua toilet, từ toilet qua nhà bếp lấy nước uống, từ nhà bếp đi ra phòng khách hay là đi lên bàn thờ của mình, hay là ngay cả trong công sở của mình, từ cái bàn làm việc của mình tới cái máy photocopy, tới cái điện thoại, vân vân. Một ngày mình đi ít nhất cũng 5-7 cây số, từ cái xe của mình bước qua chùa, từ cái xe của mình bước qua cái shopping center. Mình có thể thực tập bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, miễn là mình nhớ là khi mình nhấc cái chân lên là mình apply nó liền ngay lập tức, phải không? Tại vì sự sống chỉ có mặt khi còn sự di chuyển, sự sống chỉ có mặt khi mình còn hơi thở trọn vẹn, và sự sống chỉ có mặt khi có sự tỉnh thức. Kết hợp ba cái đó lại với nhau thì mình có thể áp dụng bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Và dĩ nhiên khi mình có cái khoảng thời gian thảnh thơi và tự do của mình thì mình có thể đi chậm rãi như vậy, mình enjoy. Nhưng mà nếu mình đi ra ngoài đường hay mình đi trong công sở của mình không muốn người ta nhìn mình như là một người từ hành tinh khác xuống đây, phải không? Thì lúc đó mình có thể đi nhanh hơn. Hít vào, hít vào, hít vào. Thở ra, thở ra, thở ra. Hít vào, hít vào, hít vào. Thở ra, thở ra, thở ra. Thậm chí như mình đang đi một cách bình an như vậy, trời đang nắng đẹp, có tự nhiên ông trời ông muốn thử mình chơi, ông đổ mưa xuống. Lúc đó mình cũng không muốn làm cái người quái gì mà đi mà tắm mưa, phải không? Thì lúc đó mình có thể đi nhanh hơn. Hay thậm chí mình có thể chạy. Nhưng mà nó sẽ khác biệt. Ở đây mà này là nền xi măng, nhưng mà quý vị nghe khác để quý vị có trách biệt, quý vị đi quý vị sẽ nghe rõ hơn. Thầy đi nhanh, không nghe tiếng, mà quý vị đi. Thấy không? Khác biệt chưa? Đó. Thành ra đó là mới đi thôi chưa nói chạy. Đi làm sao mà không nghe một tiếng động mà đi vẫn nhanh, vẫn nhẹ như thường. Thì đó là gì? Không bị cái sự hút đất nó kéo mình xuống. Thì như vậy mình mới một cách nhẹ nhàng, mình thảnh thơi, không bị vướng mắc. Thành ra từng bước chân nó đã thực tập cho mình, nó đã chỉ mình cách sống như thế nào để mình ngay trong từng bước chân của mình đã được sự quân bình, sự thảnh thơi. Đó. Và mình sẽ tùy theo cái điều kiện, cái hoàn cảnh của mình, chứ mình không có cứng nhắc. Nếu mình nghĩ lúc nào cũng phải là từng bước thẳng thôi như vậy thì có lúc người ta nhìn mình sẽ là cái người kinh dị, phải không? Đang đi đẹp nhưng mà trời mưa rớt xuống cũng cố chấp như vậy thì lúc mình cũng ướt mưa, phải không? Thành ra mình phải linh hoạt, tất cả các pháp mà nó thay đổi không ngừng, không bị kẹt vào đâu hết. Nên nhớ cái đó là cái nhắc đi nhắc lại ngoài. Cho dù quý vị thực tập cái pháp môn mà quý vị nghĩ nó là tuyệt vời và duy nhất, xin thưa không có gì là tuyệt vời duy nhất, tại vì tất cả đều là phương tiện, tất cả các pháp nó thay đổi, biến đổi không ngừng, phải không?
nếu mình nghĩ nó là tuyệt vời, mình kẹt trong đó là mình bị đứng một chỗ, mình không tiến hóa, mình không thay đổi được đó. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi nha, chúng ta đi. Ai còn thắc mắc gì không? Bước chân, hơi thở và sự tỉnh giác, muốn cho nó tươi trẻ hơn, muốn cho nó yêu đời hơn, nên nở nụ cười, nụ cười mà mùi than tước bỏ. Quý vị vẫn có thể vừa nghe cái làn gió mát nó thổi ngang má mình, vẫn cảm nhận cái sức nóng của mặt trời nó hôn má mình, vẫn nghe tiếng chim hót, vẫn nghe tiếng xe chạy, vẫn nghe tiếng gió reo, vẫn nghe tiếng cây lá rung lên. Nhưng mà hoàn toàn mình không bị dính một cái gì cả. Và tại sao? Bây giờ mình đang có một cái điểm trụ, nhưng mà rồi đến một cái bước nào đó mình sẽ buông luôn điểm trụ đó. Thấy không? Nó giống như là cái tấm gương, tất cả mọi cái bên ngoài nó phản chiếu lên đó. Nhưng mà nếu mình dính vào cái tiếng xe chạy, tự nhiên mình sẽ quên mất cái tiếng người nói, mình sẽ quên mất cái tiếng gió, mình sẽ không cảm nhận cái là gió mát hay cái hơi nóng đó. Khi mình kẹt, mình dính vào một cái nào là mình sẽ mất mền nó chắc. Thành ra mình cứ để nó hiện hữu lên, chứ mình không, mình không ức chế nó được, mình cũng không bằng nó được, nó không có thật. Nhưng mà mình đã có một cái điểm hướng nội, một cái trụ, và đây là cái mình mang hết tất cả những cái nguồn năng lượng bên ngoài vào, và đây cũng là một cái điểm đặc thù tại sao con người ta dễ tu tập hơn. Bởi vì con người ta có đến 6 giác quan và 6 nguồn năng lượng, nhưng mà nếu không biết thì 6 đường đó cũng là 6 đường thất thoát năng lượng, phải không? Hai cái hồ, một bên mở một vòi, một bên mở 6 vòi, thì cái 6 vòi nó sẽ vào nhanh hơn, đầy dễ hơn. Nhưng mà ngược lại, hai cái hồ đầy nước mà một bên mở ra một vòi, một bên mở ra 6 vòi, thì 6 vòi mở ra nó sẽ mau cạn hồ hơn. Thì nó rõ ràng tất cả các pháp là hai mặt như vậy, phải không? Thành ra mình là người quyết định, mình là người quyết định. Rồi, không hết chưa? Cái thứ hai nữa là quý vị người nào mà đi hàng hai, quý vị thấy tại sao khi mình thực tập đi chánh niệm có những người đi hàng hai như vậy nè, quý vị thấy không? Mình thấy cái đó cũng là một cách nó rất là mất quân bình, tán năng lượng. Tại sao? Tại vì khi mình đi là mình cái năng lượng nó sẽ đi ra và mình sẽ tập cái con đường mình đi. Nếu khi mình đi ngay như vậy đó thì năng lượng nó sẽ mở đường cho mình và mình sẽ duy trì, mình lấy cái năng lượng đó lại. Yeah. Còn khi mình đi cái hàng hai, quý vị thấy khi mình đi hàng hai tức là năng lượng nó tán ra, nó mất năng lượng. Thậm chí có những người bị đứt tập cái kinh mà không điều chỉnh đi cái kinh này, nó sẽ làm bị mâu thuẫn, cái năng lượng của mình nó sẽ chống chọi lại với nhau. Thành ra nó rất là khoa học, nó rất là vi tế và nó ảnh hưởng toàn bộ. Yeah. Thành ra chúng ta phải tập, chúng ta phải tập để ý cảnh giác. Rồi hết thắc mắc chưa? Anh mới nhìn thích bằng mũi, thở bằng mũi. Dạ. Bình thường thôi, bình thường, không cố, không ép, không chi cả. Rồi ta bắt đầu.